Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến gặp mặt, động viên và tiễn đoàn y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng lên đường thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương, ghi nhận của phóng viên thời sự. 49 y bác sĩ, kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm của Bệnh viện C Đà Nẵng đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế và lời kêu gọi từ tỉnh bạn. Tất cả các y bác sĩ đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn, sẵn sàng đi vào tâm dịch để thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn trở về. Lên đường để mà miền Nam được khỏi bệnh, đó là một ước muốn là như vậy. Và cảm xúc thì nó cũng có rất là nhiều cái cảm xúc lẫn lộn ở trong đó, nhưng vẫn là vững tâm và lên đường. Mặc dù thành phố Đà Nẵng vẫn đang ở trong cuộc chiến đầy cam go và khó khăn với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, không để địa phương nào lẻ loi trong cuộc chiến phòng chống dịch, Đà Nẵng vẫn sẵn sàng tiếp sức chia lửa các điểm nóng cả về vật lực lẫn nhân lực xuyên suốt qua các đợt dịch. Cái vẫy tay chào nhau chưa hẹn ngày về, nhưng những nụ cười ấm áp vẫn được gửi lại, vì dù là ở đâu, họ cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ của một người thầy thuốc vì nhân dân.